sâu trong rừng có một nàng chim thần kỳ. Ai sẽ nở ra từ quả trứng của cô ấy? Một bé gái, một bé trai hay một con chim? Cùng La Lelu tìm hiểu nha. Cắt một chiếc cánh từ bìa cứng, vẽ đồ lên giấy xốp kim tuyến. Cắt hai mẫu cánh ra và gắn vào người của búp bê. Phủ lông vũ lên trên cánh. Thêm một lớp lông xanh, sau đó thêm một lớp lông tơ màu oải hương. Thêm vài chiếc lông màu xanh ở cuối nha. Chúng ta đã làm một đôi cánh rất lộng lẫy. Nàng chim đang mong có con và cô ấy bắt đầu khoe ra. Cắt vài hình tam giác dài từ vải sợi tổng hợp màu xanh. Thắt lại như thế này. Nối các mảnh với nhau để tạo thành một chiếc váy. Làm một chiếc áo ngắn, cố định bằng khóa dán. Sơn màu kim loại lên một dải ri băng ren. Dán nó vào phần eo và gắn thêm lông vũ. Tương tự như vậy là một chiếc vòng cổ. Thêm một chuỗi phụ kiện ở thắt lưng và dây đai màu xanh ở vai. Uốn sợi dây thép như thế này. Dán lông vũ sang hai bên và thêm một số lông màu xanh, trang trí bằng kim cương giả. Hãy làm vài bước cuối cùng nào. Trang trí cánh tay bằng hình dáng. Gắn cánh vào phía sau. Sơn màu vàng lên bụng và thêm một ít kim cương. Trông thật là đẹp quá đi. Nàng chim đang bắt đầu một ngày mới. Mọi con vật đều nghe thấy giọng hát ngọt ngào của cô ấy. Mặt trời đang mọc. Đã đến lúc thiên nhiên thức dậy. Chẳng bao lâu nữa con mình sẽ cảm nhận được hơi ấm của mặt trời. Là một quả bóng nhỏ từ đất sét. Thêm các nét vẽ cho đường chân mày, má và mũi. Vẽ các chi tiết nhỏ hơn. Thêm tai vào. Tạo hình cơ thể và làm chân và tay. Giờ chúng ta chỉ cần gắn mọi thứ lại với nhau. Cắt lông vũ làm cánh và đuôi. Thêm một nhúm ở trên đầu. Làm sáng khuôn mặt bằng phấn màu khô. Cái gì đây? Cắt phần trên của quả trứng cao su như thế này nha. Thêm một vài lớp sơn acrylic màu xanh. Nhúng quả bóng xốp vào sơn xanh. Lấy một ít cánh hoa từ bông hoa trang trí. Dùng bọt biển và sơn kim loại để trang trí cho quả trứng. Phủ các hạt nữa lên quả trứng. Làm một bông hoa từ cánh hoa nào. Để hai nụ hoa nhỏ vào bên trong. Thêm một chuỗi các bóng nhỏ và cả quả trứng vào. Trang trí bằng kim cương. Chúng lấp lánh như những giọt sương vậy. Có vẻ đã đến lúc đưa con đến với thế giới này. Nàng chim đẻ một quả trứng và bông hoa đang nở. Em bé đây. Nhìn nhúm tóc nhỏ màu xanh kia. Em bé thật đáng yêu. Cuối cùng mình cũng được thấy con gái mình. Làm một chiếc điệu em bé bằng vải lưới. May ở những điểm thích hợp. Thêm một chuỗi hạt nữa. Làm một chiếc nơ từ ri băng satin và trang trí chiếc túi. Dán một viên kim cương xanh vào. Cô ấy có thể để em bé đi bất cứ đâu với chiếc điệu như thế này. Nàng chim quyết định thư giãn và ngồi trên tảng đá ấm áp. Nhưng sớm đến lúc phải đi. Đặt em bé lên, giữ bằng một tay và tận hưởng chuyến bay thôi nào. Hãy làm một cái tổ chim. Cuộn cỏ khô thành vòng tròn. Thêm vài cuộn và tạo thành bức tường. Gắn mặt dây chuyền hình hai chú chim vào. Đặt nhiều lông vũ và lá khô vào bên trong. Nàng chim ở trong tổ cùng con gái cô ấy. Em bé ăn quả tươi và cảm thấy cực kỳ an toàn. Sau một thời gian, bé càng ngày càng lớn và khỏe hơn. Vẽ một hình tròn lên vải nỉ, rồi cắt ra. Dán lông giả lên mặt trên. Tạo hình các cành trang trí thành vòng tròn. Thêm chúng vào thảm học tập. Xoắn hai đoạn dây lại với nhau. Thêm một cái vòm vào tấm thảm. Treo lá thủy tinh lên một sợi kim loại.
trang trí bằng mặt dây chuyền kim loại. Đừng quên những quả tua mềm nha. Trang trí phần trên bằng lông vàng. Nàng chim nhận thấy rằng con gái cô ấy rất thích chơi với sóc. Nhưng không phải là một ý kiến hay nếu dành quá nhiều thời gian dưới mặt đất ẩm ướt. Đó là lý do cô ấy làm một tấm thảm học tập cho con mình. Em bé và những chú sóc ngồi ấm áp và khô ráo trong tấm thảm. Vẽ thân cây trên vải nỉ màu xanh. Cắt một chiếc lá từ giấy xốp. Dán dây thép vào thân cây. Giờ ta có thể uốn cong nó. Gắn chúng vào giấy xốp kim tuyến. Thêm cành cây trang trí. Và lá bằng vải nỉ nha. Những bông hoa đang nở rộ. Trang trí chúng bằng kim cương. Cắt tâm ra. Dán chúng lên nắp thỏi son trong suốt. Trang trí bên dưới bằng chuỗi hạt. Phủ nước kim tuyến kim cương giả lên chiếc xô. Nàng chim thu thập xương trong cái xô này. Khi những con sóc chạy ngang qua, những chiếc lá rung rinh và những giọt nước rơi vào trong đó. Vì vậy, bé con có thể uống nước ngọt mỗi ngày. Sơn chiếc giáp nhựa nhỏ màu trắng và làm nổi bật nó bằng sơn kim loại. Quấn dây dày xung quanh nút chai. Chúng ta đã làm được một cái lò xo. Dán chiếc nắp vào nút chai. Sơn chiếc lò xo màu trắng và vàng. Đặt nó lên nền đất sét. Phủ cành cây, hoa trang trí và cây xanh lên nha. Thêm lá vào nữa. Bé chim con đang học bay. Ngày nay, những con chim mẹ không ném những con chim nhỏ của chúng ra khỏi tổ. Chỉ cần kéo một cái lò xo. Hãy bay nào. Úi, lỡ rồi. Không sao cả, con sẽ học tiếp. Đó chỉ là lần thử đầu tiên. Con có thể làm được, mẹ tin con. Lần đầu tiên em bé chim đang tập bay. Cắt bỏ phần đáy của một lọ dầu gội rỗng. Cắt cành cây thành nhiều mảnh nhỏ. Dùng chúng trang trí các cạnh. Thêm cây xanh nhân tạo. Có bọ rùa ở trên cành. Và cả bướm nữa nè. Dán nắp tương cà vào cành cây. Sơn lên. Và trang trí nó. Đổ cát trộn kim tuyến vào bên trong mảnh nhựa. Chim không thể tắm trong nước thường. Nếu không, lông của chúng sẽ bị ướt và mất khả năng bay. Nhưng thay vào đó, chúng có thể tắm cát. Quấn dây mỏng quanh cành ba chạc. Một hình tròn từ giấy xốp màu xanh. Phủ lên phần viền những quả bông lớn nhiều màu sắc. Thêm những quả bông nhỏ màu trắng gần ở giữa. Bao xung quanh bằng một chuỗi hạt. Đặt vòng tròn lên đế. Thêm lá vào phía dưới. Quấn cành cây lên dây thép. Tạo hình như thế này và gắn nó vào bàn nha. Tạo hình vải twin kim tuyến như thế này và làm một cái mái. Thật là một nơi kỳ diệu. Đẹp quá đi. Thay đổi em bé ở đây dễ dàng hơn nhiều. Dán hai mảnh vỏ cây lại với nhau. Gắn một nhành cây làm giá đỡ. Xâu hạt kim cương giả qua một sợi dây dày. Dán hình trái tim. Dây buộc. Một con ốc sên làm từ dụng cụ rửa ống. Và những con chim bản bận rộn. Trang trí các cạnh của bảng bằng cây xanh, bọ rùa và bướm. Bé chim con rất thích món đồ chơi mới này. Thật là thú vị khi tìm hiểu về thế giới. Có những điều kỳ diệu thực sự xảy ra xung quanh chiếc tổ. Bạn có thích tìm hiểu về gia đình loài chim hay không? Hãy comment xuống dưới nha. Hãy nhớ like video, đăng ký kênh La Lê Lu và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào nha.